Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube dạy lái xe của Kỳ Phước. Hôm nay Phước sẽ làm một clip nhỏ để hướng dẫn cho các bạn về cái cách canh đầu xe. Đây cũng là cái clip mà rất là nhiều bạn kêu Phước, nói Phước, yêu cầu Phước làm đi, thì hôm nay Phước sẽ làm. Và cái clip này á, Phước chỉ làm để dành cho những bạn nào mới đi học lái và mới có bằng. Còn những bác tài mà lâu năm kinh nghiệm á, mấy bác đừng có vô đây sao kê giùm Phước nha. Dạo này sao kê nổi lắm, sợ mấy bác vô là nó có xe 10 là 16 chỗ canh điểm nào, vùng nào, kê 30, 50 canh làm sao. Phước nhấn mạnh lại, đây là cái clip dành cho những bạn đang học lái và mới có bằng. Tại vì khi mấy anh mà chạy xe lâu năm rồi thì đã có được cái cảm giác xe rồi. Mà có được cảm giác xe rồi thì không cần canh những cái điểm này đâu. Đây là những cái điểm căn bản, dễ để cho các bạn canh, các bạn tự tin đi đường. Để mình làm sao khi mình gặp xe đối diện đi ngược chiều, mình phải tự tin, mình lách qua được, mình phải biết nó an toàn hay là không. Đây cũng là cái tâm lý chung của các bạn mới đi học lái xe. Và đây các bạn nhìn ở đây với Phước sơ đã, xe của mình nè ha, đây là xe của mình. Còn đây là cái tim đường nha. Và đây là cái tim đường nha các bạn. Thì bây giờ Phước sẽ hướng dẫn về cái điểm canh đầu xe bên trái trước. Để lát khi mà mình đi ở ngoài đường á, mình sẽ biết xe mình có lấn len hay không. Xe ngược chiều người ta đổ xuống mà xe mình lấn len thì nó như thế nào. Còn xe ngược chiều người ta đi xuống mà xe mình vẫn đi bên len mình, người ta đi len người ta thì đâu có việc gì. Đây là cái tâm lý chung nè. Khi các bạn mới học lái xong đi ra đường á, thấy xe ngược chiều xuống rất là sợ, thấy xe ngược chiều xuống là lo bay vô lề không à. Cuối cùng xe người ta chưa có lấn qua lên mình mà mình đã ép cái xe máy trong lề của mình rồi nha. Rồi bây giờ đi lên xe với Phước nha các bạn. Hôm nay Phước sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách canh đầu xe bên trái và canh đầu xe bên phải. Thì các bạn thấy ha, trên xe Phước đã dán sẵn hai cái màu cho các bạn rồi. Màu vàng là canh cái đầu xe bên trái, và màu đỏ là mình canh cái đầu xe bên phải. Và Phước gọi hai cái màu này là hai cái vùng an toàn. Thì mình muốn xác định được cái vùng an toàn, các bạn phải làm được ba cái yếu tố này thì mình mới xác định được cái vùng an toàn. Cái yếu tố đầu tiên là cái chiều dài, là cái đoạn này nè. Cái chiều dài của cái vùng an toàn đó là phải 20 cm. Các bạn nhớ nha, Phước cũng đã tính toán rồi. Mình không nhỏ hơn và cũng không được lớn hơn. Nhỏ hơn á thì cái tầm canh của mình nó được hạn chế, và lớn hơn á thì mình sẽ bị va chạm. Các bạn nhớ nha, yếu tố đầu tiên là mình phải cắt một cái đoạn đúng 20 cm dùng Phước. Và cái yếu tố thứ hai là các bạn phải xác định cái điểm để mình dán. Mình phải dán cho đúng điểm thì mới canh được, chứ Phước đã suy nghĩ để tính để làm ra như vậy mà các bạn dán sai vị trí thì nó cũng sẽ khác đi. Và mình dán như thế nào? Giống như cái đoạn màu vàng là cái vùng để mình canh ở bên trái, thì các bạn dán ở ngay góc chữ A mình dán ra. Bên trái thì mình dán từ góc chữ A mình đếm ra. Còn bên phải thì các bạn thấy ha, tất cả các xe nó sẽ có cái trung điểm ở giữa của cái táp lô. Thì các bạn dán từ cái trung điểm này dán về bên phải. Nhớ nha các bạn, từ trung điểm dán về phía bên phải ha. Trung điểm là ngay chỗ đây nè, ngay chỗ người số 2, xe nào cũng vậy hết, các bạn sẽ thấy được cái trung điểm đó liền à. Ha, ngay đây, ngay mũi tên nha. Rồi, thì các bạn thấy ha, và cái yếu tố thứ ba là cái cách đếm. Thì mình đếm lúc nào cũng vậy, là mình đếm, nếu bên trái thì mình đếm từ bên trái mình đếm vô. Còn bên phải thì từ bên phải mình đếm vô. Và các bạn nhớ ha, Phước muốn xác định lại là các bạn phải làm đúng ba cái yếu tố này thì các bạn mới xác định được vùng an toàn nha. Và các bạn nhớ ha, cái vùng số 1 đó là cái điểm an toàn đó. Khi chút xíu nữa các bạn canh, các bạn sẽ hiểu tại sao số 1 là an toàn. Phước nói trước để các bạn hình dung được cái cách để lát mình làm. Số 1 là cái điểm an toàn, còn số 2 là cái điểm nguy hiểm. Nguy hiểm có nghĩa là mình gần như va chạm với chướng ngại vật rồi. Còn số 1 thì lúc đó mình còn cách xa chướng ngại vật rất là nhiều ha.
nhớ giùm Phước ha. Bởi vậy tại sao Phước làm đây là một cái vùng an toàn? Tại vì có một số bạn nói tại sao mà không canh, chỉ cần mình canh cái điểm này thôi, an toàn mà, số 1 là an toàn mà đúng không? Mình không canh cái điểm này thôi thầy, mà mình phải làm ra như vậy. À, Phước có cái lý của Phước, nếu không cần dán cái miếng này để cho các bạn canh cái số 1 không thì các bạn canh vẫn được đi. Nhưng do cái chiều cao của mỗi bạn mỗi khác nhau, thì nếu mà ai cũng canh vào cái điểm đó thì cái độ xê xích của xe mình với lại chướng ngại vật nó sẽ khác nhau. Nên Phước tạo ra một cái khoảng cách này. Nên các bạn chỉ cần canh cái đầu xe mình nó nằm ở trong cái giới hạn này thôi, thì ở đây vẫn là an toàn, ở đây vẫn là an toàn, ở đây vẫn là an toàn, ở đây vẫn là an toàn. Miễn làm sao mình đừng có qua điểm số 2 thì nó mới bắt đầu nguy hiểm. Phước muốn nhấn mạnh là các bạn, điểm số 1 là an toàn và số 2 là nguy hiểm. Và cái cách đếm rất là quan trọng. Cái cách đếm thì mình đếm như thế nào? Nếu bên trái thì mình đếm từ bên trái mình đếm. Nếu bên phải thì mình đếm từ bên phải mình đếm vô ha. Đó bên trái nè, số 1 là bên trái đúng không? Còn bên phải thì số 1 nó nằm từ bên phải mình đếm vô ha. Nó rất là dễ, chỉ là các bạn xác định được cái này thì các bạn sẽ canh được cái đầu xe mình không bao giờ có cái vấn đề mà va chạm với vật thể xung quanh nha. Và bây giờ mình sẽ áp dụng vô thử nó như thế nào. Phước sẽ cho xe nó chuyển động nè, các bạn nhìn ha. Đây, Phước sẽ chỉnh qua nhẹ để cho cái điểm 1 mình nó chạm vào, theo cái tầm nhìn của Phước nha, là cái điểm 1 của mình nó đang thẳng vào cái đè lên cái len đường. Thì khi này cái thân xe bên ngoài của các bạn á sẽ cách cái len đường đó chừng 5-6 tấc, 6-7 tấc gì đó. Thì tùy theo cái người lái xe, có người cao, người lùn, nó sẽ có cái khoảng cách nó xê xích chút xíu ha. Đây, cái điểm 1 đè vậy thì lúc nào mà các bạn cũng không có về lấn len bên đường hết. Bây giờ Phước điều hướng qua bên trái nè, thì các bạn thấy làm sao nè. Bây giờ nha, đó giống như bây giờ Phước sẽ chỉnh lại cho thẳng xe lại đã. Thì bây giờ cái len đường nó là nằm ở giữa cái vùng an toàn. Thì các bạn thấy làm sao? Cái thân xe của mình nó đang cách cái len đường chừng 2-3 tấc, 3-4 tấc. Đó. Bây giờ Phước sẽ cho tới cái điểm 2 luôn thì các bạn thấy như thế nào? Đó, các bạn nhìn nè ha. Cái điểm 2 của theo cái vị trí lái xe thì nhìn là thấy nó đè lên tim len đường rồi đó. Thì lúc này xe của các bạn là nó vừa lấn qua len luôn rồi. Ha. Các bạn nhớ nha. Đó tại sao mà Phước muốn nhấn mạnh cái điểm 1 là cái điểm an toàn. Cái điểm 2 là cái điểm bắt đầu nó nguy hiểm rồi đó. Ha. Bây giờ Phước sẽ làm lại một lần nữa để các bạn thấy như thế nào. Phước sẽ chỉnh lại. Rồi, các bạn canh lại với Phước này nha. Đây, Phước sẽ làm lại cái điểm số 1 đó thẳng với cái len đường nè. Thì đó, lúc này thân xe của mình sẽ hở cái len đường 5-6 tấc, 6-7 tấc gì đó. Ha. Giống như lần đầu. Bây giờ Phước sẽ điều hướng lại tới cái điểm thứ 2 lại. Thì các bạn sẽ thấy xe như thế nào. Đó, số 2 thẳng với len đường này nè. Là cái xe mình nó vừa lớn đó. Các bạn thấy chưa? Bây giờ Phước muốn nhấn mạnh lại ha. Cái vùng màu vàng đó được gọi là cái vùng an toàn. Nếu mình cảm thấy mà xe đi ngược chiều xuống, người ta vẫn đi bên cái len của người ta, thì mình cứ nằm ở trong cái khoảng cách từ 1 tới 2 là ok. Để mình hiểu được cái xe người ta như thế nào để mình né ra. Còn xe ngược chiều xuống mà có xe mà mình để cái số 2 mình lấn qua bên len bên đó là mình đã va chạm với xe ngược chiều. Các bạn cứ dán một cái miếng giấy cái màu gì đó để mình dễ nhận biết lên xe ha. Và các bạn nhớ là có hai cái điểm canh đó đó, bên trái. Đây là cái cách canh để cái đầu xe bên trái của các bạn. Tiếp tục, bây giờ Phước sẽ chỉ về cái cách canh đầu xe bên phải nha. Rồi, các bạn để Phước chạy xe ra cái ngoài kia, nó có cái xe giả dụ để các bạn dễ hình dung hơn nha. Rồi, bây giờ tiếp tục là tới canh cái điểm canh bên phải ha. Giống như bình thường mình đi xe ngoài đường á, thì các bạn sẽ thấy cái xe đậu phía trước. Thì mình cứ sợ bên phải, mình không có biết là có quẹt xe người ta hay không và mình né như thế nào. Và Phước nhấn mạnh là những cái điểm canh này là những cái điểm căn bản để cho các bạn mới tập lái, mới có bằng thôi. Còn khi các bạn đã quen rồi thì không có cần phải những cái điểm canh này đâu ha. Và đây, cái điểm canh bên phải của mình là cái điểm 1, điểm 2 màu đỏ nè. Thì các bạn thấy nè, hiện tại ha, cái điểm số 1 của mình là đang thẳng với cái chân bánh xe của xe đậu phía trước.
Thì khi đó các bạn thấy nào, cái khoảng cách an toàn của thân xe mình và thân xe phía trước là nó sẽ tầm 6-7 tấc nha. Rồi Phước sẽ đi thẳng tới từ từ để cho các bạn thấy. Thì các bạn thấy cái khoảng cách của xe mình với cái xe phía trước nó sẽ tầm 6-7 tấc. Nhớ giùm Phước ha. Nhớ là khi mình chưa quen, mình tới gần sát xe phía trước thì mình đi chậm lại thôi để mình canh. Còn khi các bạn sau này quen rồi là các bạn đi cái ào à. Ha, đó là cái điểm canh đầu tiên số 1. Bây giờ Phước sẽ ghe lại và Phước sẽ đưa vô cái điểm số 2 thì các bạn sẽ thấy nó như thế nào nha. Bây giờ Phước làm một cái giả dụ nữa ha, để làm sao Phước đi tới đó, tới cái điểm số 2 của mình, chạm vào cái chân bánh xe là cái chướng ngại vật á, thì các bạn sẽ thấy cái khoảng cách của mình so với cái chướng ngại vật nó như thế nào ha. Đi đó, Phước đang tiến tới nè, và Phước đang điều hướng để cho cái điểm số 2 nó chạm vào cái chướng ngại vật là cái chân bánh xe nha. Đó, bây giờ nó chạm vào chướng ngại vật rồi nè, thì Phước sẽ cho xe thẳng lái lại đã, nhớ ha. Khi mình chạm vào thì cho xe thẳng lái lại. Thì các bạn thấy bây giờ cái khoảng cách của mình với xe phía trước nó như thế nào? Mình rất là sát xe phía trước luôn các bạn, thấy không? Mình chỉ hở xe phía trước còn chừng 2-3 tấc thôi. Đó, tại sao mà mình phải đưa ra cái vùng an toàn này để cho các bạn canh? Để làm chi khi các bạn biết cái điểm số 2 của các bạn là cái trung điểm của cái xe mình đó. Chỉ cần lấn qua cái chướng ngại vật là các bạn va chạm với xe bên trong liền. Và bây giờ các bạn sẽ theo Phước ứng dụng vô thực tế. Phước sẽ đi kiếm những cái tình huống giả dụ đó cho các bạn xem nha. Bây giờ là mình đang đi ra đường thực tế luôn ha, để Phước canh cái tình huống Phước quay nè. Thì các bạn thấy ha, Phước đang đi lên giữa, Phước đang để cái điểm số 1 chạm vào cái lên đường đó. Lúc đó là các bạn nhìn qua kính hậu giùm Phước nè, thân xe mình đang hở cái lên đường tầm 5-6 tấc nha. Rồi đưa lại về lên giữa lại giùm nè. Bây giờ Phước sẽ cho chuyển lên ha, Phước sẽ chuyển qua lên một lại, thì các bạn thấy như thế nào. À, từ từ có xe phía sau tới. Từ từ xe đó nó không qua ta. Rồi bây giờ Phước nè, Phước sẽ cho chuyển qua lên một nha, để khi nào mình phải phải biết mình vận dụng những cái này rất là nhiều. Đó, bây giờ giả sử như bên trái của các bạn là một con lươn. Đó, hiện tại bây giờ cái điểm số 1 đang thẳng vào cái vạch sơn trắng đó, là cái vạch kẻ đường á. Là thường thường là con lươn nào cũng vậy, nó sẽ có cái vạch sơn trắng đó, là còn chừng 2 tấc nữa là sẽ chạm vào lươn á. Thì các bạn thấy ha, điểm 1 mình đang thẳng với cái vạch sơn trắng là mình đang hở cái vạch sơn trắng đó 5-6 tấc rồi, rồi hở thêm ra con lươn thêm 1-2 tấc nữa là rất là nhiều, đúng không các bạn? Bây giờ lỡ nè, thí dụ đi, mình cho nó sát vào chút xíu đi, mình cho sát vào, các bạn thấy nè, đó bây giờ vạch sơn trắng là nằm ở giữa trong cái vùng an toàn 1 và 2. Thì các bạn nhìn qua kính hậu là Duy Phước nè, có phải mình đi sát lươn rất là nhiều không, đúng không? Còn bây giờ mà kêu vô tới cái điểm 2 thì các bạn thấy như thế nào nè. Đó, các bạn thấy xe nè, xe hầu như nó gần như là nó đè lên vạch sơn trắng là gần sát lươn luôn, các bạn thấy chưa? Còn kêu mà qua điểm 2 nữa thì thôi chắc Phước không dám rồi nha. Các bạn nhớ nha, có nghĩa là sao? Phước muốn chứng minh cho các bạn thấy ha, cái điểm 1 nó là cái điểm an toàn, mình cách xa cái chướng ngại vật tới 5-6 tấc lận. Cái điểm 2 là bắt đầu cận nguy hiểm rồi, các bạn đừng bao giờ để cái điểm 2 mình nó lố qua cái điểm canh chướng ngại vật nha các bạn. Bây giờ Phước sẽ đi qua bên phần đường đối diện, đó là phần đường ngược chiều và nó không có giải phân cách, để mình ứng dụng đối với những cái xe ngược chiều lại ha. Rồi bây giờ bắt đầu mình đi qua đường hai chiều nha các bạn. Đó, hiện tại bây giờ là điểm số 1 của mình đang chạm vào cái tim đường ha. Thì các bạn thấy nè, mình cũng đang cách lên đường 5-6 tấc thì chẳng có gì phải lo với xe ngược chiều hết nha. Rồi quay phía trước giùm anh. Đó, bây giờ Phước để xe về tay. Đó các bạn thấy chưa, xe phía trước đi ngược chiều nó lấn mình nè, và mình cứ quan sát xe phía trước đó, người ta về lên người ta vẫn còn lớn, mình có thể cho vô một chút cũng được, tại mình đang hở cái lên đường đó là 5-6 tấc mà ha, mình phải giữ được cái khoảng cách đó. Rồi bây giờ Phước sẽ chỉnh nè, Phước sẽ cho điểm số 2 Phước để đè lên cái lên đường thì các bạn như thế nào. Đó các bạn thấy nè, đó là mình vừa đè lên lên đường gần như lớn rồi đó. Nếu mà cái điểm số 2 của mình mà qua luôn cái lên đường là mình đã lấn đường ngược chiều rồi, thì nó sẽ nguy hiểm các bạn không. Đó, cái vùng này là cái vùng an toàn để khi các bạn đi ngoài đường các bạn rất là dễ canh cái xe
đi ngược chiều lại với mình nó như thế nào. Các bạn cứ đi với Phước để có xe ngược chiều xuống chứ mình sẽ làm những cái giả dụ ha. Đó, Phước chạy lên thẳng phía trước. Phước vẫn như vậy thôi, không để cái số 2 mình lấn qua lên. Nhớ nha các bạn ha, là Phước đi sát lên thôi. Đó, các bạn cứ thoải mái không, xe tải người ta đi lên người ta. Điểm số 2 mình không lấn lên thì đâu bao giờ mình có việc gì với người ta. Mình chỉ có sát thôi chứ không có việc va chạm. Trừ khi cái điểm số 2 mình lấn qua lên thì mới xảy ra sự cố. Các bạn thấy ha, Phước đang đi rất là sát lên luôn ha. Hai xe rất là sát với nhau. Các bạn cứ thoải mái tự tin mà đi. Cứ cắt một cái đoạn đúng 2 tấc giùm Phước nha. Phước đang làm 2 tấc, đừng có cắt 3 tấc nó sẽ khác nha. Đó, cái điểm số 2 Phước lúc nào cũng vậy, thẳng vào lên thì xe Phước nó đi rất là sát vô lên ha, đừng có để lấn lên là ok. Rồi mình cứ quan sát cái xe đi ngược chiều lại với mình á, coi người ta có lấn không. Nếu người ta lấn qua lên mình thì mình về lại điểm số 1. Đó, Phước đang đi tới nè. À, xe phía trước không, người ta vẫn đi lên người ta thì mình cứ đi thôi, không bao giờ mà có va chạm được, nên các bạn cứ thoải mái mà đi nha. À, bây giờ tới cái canh cái đầu xe bên phải như thế nào, thì tại vì đang dịch nên đường nó vắng quá, không có được cái tình huống nào để Phước quay để cho các bạn dễ hiểu. Thì các bạn thấy ha, hiện tại bây giờ là cái điểm 1 nó đang chạm vào cái len trắng, cái len bên phải của mình nè. Thì khi đó nè, các bạn nhìn vô gương hậu nè, thân xe bên phải mình nó cũng đang cách cái len bên phải mình là 5-6 tấc, nên các bạn cứ thoải mái. Không bao giờ mình lấn vô cái len xe máy ở trong á, thì mình cứ đi thôi. Và bây giờ đi thẳng tiếp để coi có được cái tình huống nào không, Phước mới giả dụ được cho các bạn. Bên phải á, thì hầu như là mình là né những cái chướng ngại vật bên phải, là những cái xe đậu ở bên phải nè, rồi như xe máy nè. Đó, thì các bạn cũng trong cái khoảng cách đó, trong cái vùng an toàn đó thì cứ thoải mái mà các bạn đi ha. Đường rất là vắng. Không biết khi nào thành phố mới trở lại. Rồi, để Phước đi qua bên cái phần đường đối diện tiếp. Bên phải rất là ít tình huống để giả dụ được cho các bạn. Nó để cho các bạn được giữ len của mình không có lấn vô len xe máy ha. Đó, các bạn thấy rõ ràng nè. Đó, bây giờ là cái điểm số 1 của mình đang đè lên cái tim đường bên phải. Thì xe bên phải nó cứ đi thoải mái, không bao giờ va chạm tới bên mình hết, mình cứ đi thoải mái. Bây giờ Phước giả dụ lại nè, tới cái điểm số 2 nè. Đó, điểm số 2 mình đè lên cái len đường thì các bạn thấy làm sao? Mình vừa sát mí len luôn, các bạn thấy chưa? Không, nó rất là rõ ràng luôn. Đây là cái vùng an toàn thì cứ thế, các bạn trong cái vùng này được các bạn đi là rất là dễ canh. Những cái chỗ nào hẹp thì mình đi, mình chưa quen mình đi cho xe chậm lại. Rồi Phước về lại cái vùng 1 lại để hỏi ra lại. Các bạn nắm được cái này là các bạn đi đường chỉ cần đi chậm chậm từ từ thôi là mình canh xe rất là dễ, không có gấp, mình chưa quen mà. Còn khi các bạn quen rồi chẳng cần phải canh điểm 1, điểm 2 gì đâu. Giờ đi ra đường thấy toàn là công an với bộ đội không. Tại vì khi mà đường đông nó sẽ có những cái giả dụ mà canh bên phải cho các bạn dễ hơn. Còn đường vắng quá, xe nó không có chen chúc á, nên bên phải nó rất là trống. Thì các bạn thấy không, trên cái quãng đường đi từ nhà sắp tới Từ Vũ luôn rồi, chở bà xã đi khám thai, cái tình huống bên phải mình nó rất là ít. Phước chỉ chứng minh được cho các bạn về cái làn phân đường bên phải của mình thôi. Còn những cái giả dụ khác á, thì các bạn có thể ứng dụng vô giùm Phước. Các bạn đi thật là chậm ha, mình chỉ cần chậm cẩn thận thôi là sẽ an toàn. Các bạn nhớ, đó là những cái vùng an toàn. Mình phải nằm ở trong cái vùng an toàn. Dạo này ở trên mạng, trên gì đó có vùng đất cấm nữa đó, các bạn biết không? Còn Phước là cái vùng an toàn. Các bạn nhớ, trong vòng 2 tấc,
mình có thể dán những cái gì đó để mình làm dấu cho bản thân của mình, và các bạn chỉ cần ứng dụng vô những cái gì Phước hướng dẫn cho các bạn, thì các bạn có thể chạy xe an toàn qua những cái nơi đường hẹp và tự tin đi những cái đường mà không có cong lương, gặp xe ngược chiều đi lại thì các bạn sẽ tự tin hơn. Đúng rồi, tới rồi. Rồi, tới nơi rồi, tới công chuyện luôn rồi. Đã tới Từ Vũ rồi các bạn. Chút xíu nữa rảnh Phước sẽ làm một cái clip để cho các bạn lưu ý lại về những cái gì mà video này nha. Các bạn chờ Phước nha để đưa bà xã vô. Đây. Sau khi mà thực hiện xong cái nghĩa vụ đưa Caramel đi khám baby, bây giờ Phước cũng đã về được tới bãi xe. Thì Phước muốn hệ thống lại với các bạn về cái bài học của ngày hôm nay, về cái cách mình canh đầu xe trái và đầu xe phải. Và Phước muốn nhấn mạnh lại với các bạn một lần nữa là mình muốn thiết lập được cái vùng an toàn này á, thì mình phải hội đủ lại ba yếu tố. Yếu tố đầu tiên á, là cái đoạn băng keo nó phải dài cỡ 20 cm. Yếu tố thứ hai là các bạn phải làm đúng và dán đúng cái điểm từ điểm nào qua điểm nào. Và cái yếu tố thứ ba là các bạn phải biết đếm. Thí dụ mình canh bên trái thì đếm từ bên trái, canh bên phải thì đếm từ bên phải qua. Ha. Và mình đánh số xác định 1, 2 cho nó đúng. Và các bạn khi mà các bạn thành lập được cái vùng an toàn này thì các bạn chạy xe các bạn sẽ tự tin hơn rất là nhiều. Mình gặp những cái xe đối diện ngược chiều và những cái xe bên lề phải của mình sẽ tự tin để mình lách, mình né. Mình chưa quen mình có thể đi từ từ, và khi các bạn quen rồi thì chẳng cần tới nó nữa đâu. À, khi mình chưa có quen á, cái cảm giác xe mình chưa tốt, mình rất là sợ những cái xe đối diện ngược chiều mình. Và các bạn nhớ ha, Phước muốn nhấn mạnh lại cái vùng 1 là cái vùng an toàn. Và cái vùng số 2 là cái vùng nguy hiểm. Các bạn nhớ ha, 1 là an toàn, 2 là nguy hiểm. Khi mình tới số 2 rồi là mình biết mình gần va chạm rồi đó, là mình phải lo mình né, mình phải rút lại liền. Còn trong cái đoạn đó thì nó là an toàn hết. Thì khi mà Phước làm những cái này đó, Phước đã suy nghĩ và tính toán những cái kinh nghiệm của Phước rồi. Và Phước cũng đã làm rất là nhiều bộ đề can để Phước tặng cho các bạn học viên ở bên trung tâm của Phước. Các bạn thi xong rồi, các bạn cứ về văn phòng khi các bạn nhận bằng. Và các bạn nói với mấy bạn văn phòng đó là cho anh cái bộ mà để canh đầu xe trái, đầu xe phải, vùng an toàn là mấy cô sẽ đưa cho các bạn liền. Cuối clip, Phước chúc các bạn sức khỏe. Mau qua dịch cho sớm để chúng ta còn gặp nhau. Và nhớ like, subscribe và nhấn cái chuông để Phước có thêm cái động lực làm thêm những cái clip nữa. Phước ra rất là ít clip nên các bạn cố gắng giùm Phước nha. Cảm ơn các bạn.